Câu chuyện hạn chế phương tiện cá nhân của Hà Nội thời gian qua đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Do vậy, để lấy ý kiến rộng rãi của người dân và chuyên gia, hôm qua Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức hội thảo bàn luận về hai đề án thu phí phương tiện vào khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông và phân vùng hoạt động đối với xe máy. Hà Nội hiện có 6,6 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó xe máy lên tới 6 triệu chiếc, nhưng diện tích đất dành cho giao thông mới chỉ đạt gần 9,5%. Do vậy, theo các đơn vị tư vấn, việc đưa ra các giải pháp để hạn chế phương tiện cá nhân là việc cần phải thực hiện. Tôi nghĩ là đến 2030 và từ nay đến 2030 tỷ lệ vận tải phép cộng trong khu vực cấm sẽ đạt được tầm độ khoảng 35-40%. Như thế đáp ứng được theo cái kinh nghiệm của các nước trên thế giới thì lúc đấy chúng ta có thể dừng hoạt động phương tiện cá nhân, đặc biệt ô tô xe máy. Với đặc thù cũng như thói quen di chuyển của người dân Việt Nam thì việc hạn chế này sẽ động chạm tới quyền lợi của số đông nên cần thận trọng. Đặc biệt, việc hạn chế xe máy sẽ làm đảo lộn cuộc sống của người dân khi thay đổi phương thức di chuyển, thậm chí là những phương tiện mưu sinh. Do vậy, Hà Nội cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng, cũng như đưa ra những giải pháp mưu sinh, bảo đảm cuộc sống của người dân. Miễn là chúng ta phải đủ điều kiện để cho người dân có thể sống được, người dân có thể đi lại được bằng một cách nào đó. Ví dụ chúng ta có một cái giải pháp khác đi lại tốt hơn. Khi mà chuyển đổi các cái phương tiện như vậy, thì làm thế nào để đồng thời là tăng được cái không gian sinh kế hoặc là cái mô hình phát triển sinh kế mà không có xe máy hoặc là dùng xe máy ít hơn. Lấy ví dụ từ việc hạn chế xe máy đã được thực hiện ở nhiều thủ đô trên thế giới như Paris của Pháp, Bắc Kinh Trung Quốc hay Stockholm của Thụy Điển. Các chuyên gia cho rằng việc hạn chế phương tiện xe máy sẽ thực hiện đồng thời với việc thu phí phương tiện vào nội đô thì mới có thể giảm được việc ùn tắc. Do vậy, đại diện đơn vị tư vấn cũng đề xuất hai phương án thu phí ô tô là thu phí theo khu vực hoặc thu phí theo tuyến đường. Thứ nhất là khu vực thu phí. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ là vấn đề nữa là xem xét mức phí là bao nhiêu, mức phí cao hay thấp đều không được. Bởi vì nó không có tác động, thứ nhất là cao quá thì là cái tác động là gì, dồn hết lưu lượng lên các vành đai và đi vòng tránh. Nếu về thấp quá thì việc thu phí chẳng có tác dụng vì người ta cứ thế vào băng qua trung tâm và cái thu khu vực hạn chế là không có hiệu quả về giảm ùn tắc giao thông. Hôm nay trước những băn khoăn về lộ trình thực hiện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết đây là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến nhiều người dân, nên việc thực hiện hạn chế phương tiện cũng như thu phí phương tiện sẽ được thực hiện trên phạm vi mở rộng, trên cơ sở điều chỉnh cho phù hợp. Cái đề án về hạn chế cái hoạt động của xe máy, tiến tới dừng hoạt động của xe máy vào năm 2030 thì cái điều kiện của nó là phải có những cái phương tiện vận tải hành khách công cộng thay thế đến một mức độ nhất định thì chúng ta mới có thể giảm dần và tiến tới dừng hoạt động của xe máy. Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, việc hạn chế phương tiện cá nhân vào các quận nội đô sẽ thực hiện vào năm 2030. Và đến thời điểm đó, Hà Nội sẽ có thêm 5 quận mới như Đông Anh hay Hoài Đức, thay vì 12 quận nội thành như hiện nay.